Dạ rồi em chào anh Hằng nha. Trời. Anh Hằng ơi, anh chia sẻ bữa giờ là chị có bữa giờ từ lúc mà lùm xùm anh xuất hiện trên mạng đó thì chị có về bữa nào cho anh Hằng? Chưa về, cũng không có gọi gì về, mất liên lạc luôn, tới nay mất tích luôn. Dạ. Rồi rồi bữa giờ thì anh cũng có nhờ bé bên công an hay là như thế nào can thiệp chưa chứ anh? Có nhờ công an can thiệp Dạ. và nhờ mấy anh em YouTube cộng đồng mạng, nhờ anh hiệp sĩ Hải Bình Dương luôn, Dạ. cũng không có tin tức gì hết. Rồi phía bên công an thì bữa giờ người ta có gọi mình lên làm gì chưa anh? Chưa, cũng có nhiều lần để lên hỏi thăm có tin tức gì không, thì bên công an kêu về chờ đi, chừng nào có người ta đây. Dạ. Vậy là từ bữa giờ người ta chưa gọi luôn hả? Chưa. Đó thì đây là lần đầu tiên em lên em chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của anh. Nên là em cũng chưa có biết là về bên cái chị đó hay là bữa giờ lùm xùm trên mạng ở bên phía bên anh đó thì anh hãy chia sẻ cho em biết được không ạ? Là chia sẻ vấn đề gì? Là bữa giờ thì cái chuyện mà xảy ra của anh đó là lùm xùm phía bên anh là nói ở dưới quê anh đồ này kia đó. Thì ở trên mạng cộng đồng mạng mà miệng người ta ra muốn nói sao ta nói Dạ. đâu có bịt miệng người ta được. Dạ. Thì bây giờ hoàn cảnh của anh bây giờ là vợ anh nó bỏ đi Dạ. cũng chẳng biết đi đâu, Dạ. bỏ lại một mình anh là nuôi 5 con nhỏ, Dạ. trong khi có 4 cháu rất là nhỏ. À, cháu lớn nhất là hơn 3 tuổi, Dạ. rồi tiếp kế tiếp là 2 cháu sinh đôi hơn 2 tuổi, như đây là cháu nhỏ à, lúc mẹ đi là mới 8 tháng, nay là 9 tháng mấy. Trời ơi. Rồi, bây giờ là hiện tại là bữa giờ là cái công việc mà anh đi bán dừa thì anh bán được không vậy anh Hằng? Hôm đó nay ở nhà trông cháu không à, Dạ. với suy gặp tinh thần muốn bệnh người yếu ớt lắm, không có đi làm gì nổi nha. Dạ. Rồi mạnh thường quân mới cho tiền mua cái xe Dạ. để mà đi bán dừa, tại có anh bán dừa, ảnh vô anh gợi ý đó, nói thôi vậy đi theo bán dừa với ảnh đi. Ảnh có gọi bên anh YouTube á, Dạ. là nói thôi vận động mua cho ảnh chiếc xe để anh đi bán dừa với tôi vậy đó, Dạ. anh bán dừa anh nói vậy đó, rồi sau vận động xin được tiền mua chiếc xe, rồi anh đưa dừa cho đi bán, mới đi bán được ngày hôm nay sáng giờ, Thì bữa nay bán được đỡ không anh? nay bán được hàng trăm trái, anh chưa có đếm kỹ rồi nữa mà ở gần bán 100 trái. À. Rồi rồi vậy lúc anh đi bán vậy mấy đứa nhỏ còn nhỏ xíu gì rồi sao? Gửi trẻ, À, phải gọi trẻ. gửi trẻ 2 ngày nay, 3 ngày nay Là gửi hết 5 đứa luôn hay sao anh? gửi hết 4 đứa luôn, 5 đứa luôn, rồi chị nó cũng chạy theo phụ, Dạ. mới gửi nó khóc quá, chị cũng lại chăm phụ, khi về nhà khi đi lại lớp. Trời ơi, nhìn thấy còn mấy đứa nhỏ còn chút xíu. Nhìn thấy tội nghiệp. Vậy là bây giờ là rồi sáng anh đi gửi rồi anh đi bán. Rồi chiều anh về. Sáng đi gửi rồi đi bán, rồi cái trưa về nghỉ ngơi cơm nước xong cái đi bán nữa, Dạ. rồi chiều về rước. Có chiều em có đi lên đây để mà em chia sẻ nhưng mà thấy anh chắc là bữa nay anh đi bán nên anh đóng cửa rồi mà. Thì đợi tới giờ này tới tối luôn. Nên là không biết là cái chuyện mà chị đó có đi về chưa thì cũng muốn lên gặp anh trực tiếp để hỏi thăm. Còn cái chuyện mà ở trên mạng mà về mà chị thông tin mọi người nói là chị đập đá rồi đó thì cái chuyện đó có thật không anh? Cái đó thì cũng lời đồn đồ người này người kia nói ra nó vô vậy thôi, Dạ. chứ bây giờ cũng 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 chưa có thấy đi đập đá, là biết bỏ đi vậy thôi chứ biết đi đâu. Vậy là cái khi mà lúc mà từ lúc mà anh quen vợ anh tới giờ là không có chuyện đó xảy ra ha anh? Thì lúc trước cũng có 2 năm mấy về trước á, Dạ. thì cũng vợ có bỏ đi một lần, Dạ. thì cũng nghe nói vậy thôi, chứ cũng tôi chưa có thấy À. là có đập đá với bạn bè, tôi không biết có đập đá hay không, rồi tôi cũng đi 1 tháng mấy gì đó, mà là lúc đó đi có gọi về nhà Dạ. đó, rồi đi 1 tháng mấy gì đó gọi về nhà, rồi
thì tôi mới biết được đi đâu rồi vậy đó. Dạ. Rồi thôi tôi đi rước về lo cho mấy đứa nhỏ. Lúc đó sanh ba đứa à. À. Là thằng lớn với cặp sinh đôi mới có 4 tháng bỏ đi. Nhưng tháng mấy mới về. Rồi giờ 2 năm mấy nay về nhà sống sanh nhóc này được 8 tháng lại đi tiếp. Dạ. Giờ lại là mấy đứa nhỏ ở nhà nheo nhóc à. Ở hai đứa này là sanh đôi hả anh? Không, cái thằng kia sanh đôi. Đó. Còn nữa hả? À. Cặp này sanh đôi, này nhỏ. À. Trời, nheo nhóc vậy nè. Ủa vậy là anh năm nay anh Hận anh nhiêu tuổi anh Hận? Sinh năm 83, 40 tuổi. À, 40 tuổi. Đây mọi người. Còn vợ tôi sinh năm 2000, nay mới 23 tuổi. À. Mà sinh cuối năm như 22 tuổi thì được 23. À vậy là chị còn nhỏ dữ anh. Còn nhỏ nó mới ham chơi suy nghĩ bằng bột mà. Bỏ con gì ra lớn cho chín cái đâu ai bỏ con bỏ cái. Dạ. Đó. Đừng la con không sao. Đừng có gẹo em tim. Ủa vậy là anh là hồi lúc anh từ dưới quê anh lên đây lập nghiệp lâu chưa anh Hận? Lên đây làm đúng thời gian rồi cái dịch bệnh nó đi vào dưới trốn dịch. Dạ. Vừa nhóm dịch là trốn rồi. Vậy dưới trốn dịch được 2 năm mấy rồi mới quay lên lại. Dạ. Nói là bây giờ ở trên mạng thì cái chuyện mà của anh nó lùm xùm không biết là bây giờ phía bên nào người ta nghe theo bên nào nữa. Nó giờ bên đây nói bên kia nói bên nọ giờ. Cũng mọi người cũng không biết là sự thật nó ra làm sao. Nên là ngày hôm nay thì anh em cũng muốn lên đây gặp trực tiếp anh để nhà mà hỏi về thông tin như thế nào. Như giờ thì có mấy kênh YouTube thì cũng chia sẻ về phía bên anh nó hàng xóm này kia đó. Thì cũng chia sẻ về phần anh. Rồi bên vợ anh đó. Bây giờ anh có liên lạc được với phía bên nhà vợ không anh? Có, mới vô hôm kia mới vô nhà vợ về. Dạ. Vô gặp bác vợ ở nhà, nói chuyện với bác vợ xíu về, cha vợ thì đi làm không có nhà. Dạ. Thôi về luôn. Vậy là bây giờ thông tin gì bên gia đình vợ cũng không có biết thông tin luôn hả? Không, có vô mẹ vợ nữa, mà mẹ vợ đi làm, gặp mẹ vợ với mẹ dâu. Dạ. Vô vận động mọi người á, viết đơn gửi lên công an nhà tiền gấp thôi sao mà không có tin tức thì sợ bị mất tích á. Dạ. Sợ bị bán vô ổ chứa động mại dâm rồi gì đó. Dạ. Nó giam giữ thì đâu có về được. Chứ sợ bán qua bên biên giới mổ nội tạng cho đường đi nữa. Dạ. Tại đây là đứa gái lớn của anh ha. Đúng rồi, con riêng của anh. À, con riêng. Trời, bé lớn cũng nhìn đẹp gái dễ thương nè. Vậy là bây giờ là mấy đứa nhỏ đi gửi nhà trẻ là con bé lớn thì đi theo luôn. À đúng rồi. Vậy là rồi lúc mà nãy anh chia sẻ về cái vấn đề mà nhờ công an tìm đó thì là từ bữa giờ là chưa có thông tin gì của bên công an hết không hả anh? Chưa. Có lên nhiều lần rồi công an cứ kêu về chờ đợi. Dạ. Kêu về chờ đợi thôi. Tin tức là không có biết làm sao cho nó nôn nóng lắm. Dạ. Như đang ngồi trên đống lửa vậy. Mình tìm mình cũng không biết phương hướng đâu tìm. Thì nhờ công an thì công an tìm thì nó sẽ có những chuyên môn là nó nhanh hơn. Dạ. Nhưng mà biết sao rồi tới nay cũng chưa nghe được gì. Như mà cho em hỏi là giống như theo anh thì anh mong muốn vợ mình đi về với anh thôi hả? Hay là như thế nào anh? Thì bây giờ trước tiên là vợ mất tích thì tìm thôi. Dạ. Chứ để khi gặp nguy hiểm. Dạ. Thì tìm về đi mới có hướng giải quyết, chứ giờ mình chưa có gặp được rồi sao có hướng gì để giải quyết. Dạ. Rồi có cái lúc mà gần mới đó thì em có nghe anh chia sẻ là về là bên phía mà cái người mà dẫn dạy anh đi á thì có nhắn tin này kia cho anh là bây giờ còn nhắn tin được không? Thì cũng không biết là phải thằng đó nó dẫn hay không. Dạ. Mà cũng không biết phải nó nhắn hay không. Tại vì á là cũng nghe những người làm chung nói lại thôi. Rồi nói là nó dẫn đi. Đã nói giờ bỏ thằng đó đi chỗ khác nữa rồi. Không. Dạ. Còn ở với thằng đó. Rồi á có người nhắn tin lại rồi nó còn ở với nó.
Dạ. Rồi thách thức về nói từ thô tục, nói chung là bị ổi lắm. Nhưng mà trong cái đoạn tin nhắn đó là cái người đó nhắn cho anh là cái hình người nào hay là anh biết không? Cái nick ảo. À. Nhắc nick ảo. Là nó không có để hình thôi. Không. Để hình đại diện là cái cây cảnh bonsai thôi. Dạ. Là từ đó tới giờ là anh cũng không liên lạc được với cái nick đó luôn. Không, cái từ hồi mà mấy anh YouTube làm bùm men lên, làm dữ lên là nó tên anh không nhắn gì nữa đó. Gọi nhắn lại cho nó cũng không được luôn. Giống như bây giờ theo anh mà mong muốn bây giờ giống như cơ quan vào cuộc á thì giải quyết giống như cái người đó thì anh mong theo anh mong muốn giải quyết như thế nào anh Hận? Thì cứ tìm vợ tôi về đi rồi sẽ hỏi ra mới biết cách giải quyết. Dạ, cái là giờ là biết vợ tôi về, biết vợ tôi đi đâu rồi đi với ai gì đâu, mình đâu có khẳng định được gì. Dạ. Là giờ mục đích của anh là tìm vợ anh trước đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cũng nhờ cơ quan chức năng với giúp tìm vợ tôi, để nhiều khi bị bắt bán rồi cũng tội cho vợ tôi. Cái nhờ cái gì khán giả cộng đồng mạng chia sẻ giùm, có ai nhìn thấy vợ tôi thì báo với mấy anh em YouTube hoặc báo trực tiếp với tôi là Lê Hoàng Hận đang tôi đến đón vợ tôi về. Xin cảm ơn quý vị khán giả cộng đồng mạng rất nhiều. Yeah. Ủa anh lúc mà anh ở chung vợ anh có hình nào của vợ anh không? Lát anh có thể chia sẻ cho em cái hình để em biết nhận dạng nha. Vô tủ cho anh lấy cái hình cho ba. Lát kết bạn Zalo với anh em gửi qua hình cho rồi. Dạ. Đăng lên tìm được. Dạ. Giống như bây giờ là kiểu như là đòn thôi chứ anh cũng không biết được vợ anh ở khu vực nào luôn đúng không? Không biết. Không biết. Phải biết không, được thì cộng đồng mạng ta cũng để ý tìm lắm mà cũng không biết nữa, rồi làm sao mà anh ở nhà anh ta mấy con nhỏ anh đâu có đi đâu được đâu mà biết. Dạ. À đây cái hình của chị. Trời ơi, nhìn thấy là tội nghiệp. Đó thì thông qua cái video này thì Nam đăng tải lên mạng thì rất là mong cô chú quý vị khán giả mà xem được cái hình ảnh mà hiện tại biết được cái chị này. Chị này là tên gì anh? Hả, thì tên Nhàn. Chị tên Nhàn. Nên là trong cái hình đây thì có thể một chút xíu nữa Nam sẽ làm một cái hình để mà gắn lên trên cái video này cho mọi người dễ nhận dạng. Đó, biết được chị ở đâu thì liên lạc qua số điện thoại của anh Hận đây để mà anh Hận lên đón vợ về. Và mục đích của anh Hận bây giờ hiện tại là muốn vợ mình về, nó về với gia đình rồi xong rồi thì tìm hướng giải quyết, chứ bây giờ thì cũng anh Hận thì cũng không biết là giải quyết như thế nào đúng không anh Hận? Giờ chỉ có mong là gặp vợ mình trước đó. Thì ngày hôm nay thì Nam lên để là Nam chia sẻ cái hình ảnh của anh Hận. Thì vừa qua thì trên mạng á là Nam thấy rất là nhiều cái video clip mà về lúc đầu thì giúp đỡ rồi sau thì nói qua nói lại thì không biết là sự thật nó như thế nào. Thì ngày hôm nay Nam trực tiếp lên đây để gặp anh Hận để coi xác thực từ câu chuyện nó ra làm sao. Thì sống ở xã hội này cũng có người thương người ghét chứ làm sao mình sống vừa hết lòng mọi người được. Dạ đúng rồi. Người lên á, ta nhìn thấy ta không thích, ta ghét thì ta bình luận khác. Dạ. Người thích thấy tội nghiệp hoàn cảnh thương quá đó, người đồng cảm người không đồng cảm. Dạ. Luôn luôn lúc nào cũng trường hợp đó cũng xảy ra mà. Dạ. Thì cái chuyện mà có những bình luận trái chiều rồi đó bình thường thôi. Dạ. Nói chung là bây giờ mọi người xem là tội nhất là tội năm đứa nhỏ nè, còn nhỏ xíu nên chưa biết cái gì hết. À, bây giờ là thiếu gắn tình mẹ để ở với cha thì cha phải bây giờ là lao động, đi lao động nữa. Ở đây là quý vị thì chiếc xe của anh đi bán dừa ở trước đây đó. Giờ con mình gà trống nuôi con rồi. Mọi người thì Nam sẽ cho mọi người xem chiếc xe anh Hận đi bán dừa đây. Đó là anh bán, đây là dừa sim nè. Đó.
Nè, là hai bé này là sinh đôi ha. Rồi thằng này là lớn. Rồi bé này nhỏ. Trời ơi, thấy nhìn thấy đứt ruột. Đừng đừng khóc em. Cái gì vậy? Rồi. Ba đang ẩm em rồi. Canh anh ha. Đó, đây là những cái hình ảnh mà mấy cha con ở nhà buổi tối nhìn thấy rất là đứt ruột mọi người. Đứa nào cũng đeo anh là đâu chịu chị đó đâu. Dạ. Đồ ok. Bốn đứa nó đùa đùa. Rồi rồi với anh ngày anh đi bán xong rồi chiều về là nấu cơm mấy cha con ăn luôn hả? Là bên nhà trẻ người ta lo ăn hết. À. Ba cử sáng trưa chiều luôn. Dạ. Tại vì anh đi bán sớm anh đâu có ăn sáng được đâu. Vậy là bây giờ là tối nữa là đâu có nấu chiều kịp, người ta lo ăn hết. Rồi mấy chị em vậy á, rồi gửi một tháng về bao nhiêu tiền vậy anh? Một đứa 2 triệu. À. Ba bao ăn hết luôn. Dạ. Ta vừa giữ vừa ăn luôn là 2 triệu một đứa. Trời ơi cũng đuối ha. Rồi nó quen không? Còn hiện tại là nhà này là mình thuê hay sao anh? Nhà thuê. Rồi một tháng gì bao nhiêu? Tháng gần 2 triệu rưỡi, 2 triệu tư mới chụp điện nước luôn. Ồ. Vô vô lấy đống, giờ lấy đống nha. Giờ lấy đống. Đây mọi người. Đây. Hả? Đi ra mấy đống, giờ thôi. Mấy đứa nhỏ nít đó, nó khóc nó đòi đi. Ngày đồ tụt xuống không ạ? À? Giờ đó. Đó, đây là hình ảnh mà gà trống nuôi con nè quý vị ơi. Trời ơi, một mình anh phải bây giờ phải khoảng đi bốn thằng trai. À, mấy ông quậy nè. Ê. Chiều máy để nhìn nè. Hả? Gì vậy? Đó quý vị, nhìn thấy tội nghiệp chưa? Đó thì cũng mong là thông qua cái video này thì với lại tất cả các anh em mà hiện tại đang chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của anh Hận thì thứ nhất là rất là mong cô chú anh chị nào mà gặp được hình của giống như là chị Nhàn đó, vợ của anh Hận thì gọi điện thoại cho anh Hận đó thì để cho anh Hận đón vợ về rồi có tìm cách giải quyết. Với lại thứ hai nữa thì Nam cũng thông qua cái video này là nếu mà chị Nhàn có xem được tất cả anh em và chia sẻ trên mạng thì chị hãy về với anh Hận, về với mấy đứa nhỏ nhìn rất là tội nghiệp luôn. Nó bây giờ là mấy đứa nó nheo nhóc vậy nè đó, anh Hận thì phải sáng ra là phải đi bán dừa để mà trang trải cho cuộc sống đó, bây giờ lo cho mấy đứa nhỏ này gửi nhà trẻ một đứa 2 triệu tới tháng cũng đuối lắm luôn á, thêm tiền nhà tiền cửa nữa.